Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn anh em chơi nha. Cái dịch vụ một cái mèo. Cái mèo này là hầu như sẽ giúp đỡ cho tất cả anh em dịch vụ chạy trên cái dòng máy Rico. Thì anh em thường chạy nó có một cái hiện tượng. Có một cái hiện tượng là mực, hay là bị bay ra. Bay mực ra và tròn ra như ở ngoài cái món hứng của con mực này. Thì chúng ta chạy số lượng nhiều á thì mực nó sẽ rơi xuống trong cái bộ bánh xe này. Nó dẫn đến nhiều cái hiện tượng là dữ nhất là bám mực vào vậy, dẫn đến những hiện tượng là tua nhông này nọ qua. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em dịch vụ một cái mèo để làm sao không còn mực bay ra nữa, mà còn lại là mực không bay xuống nhông luôn. Nói chung là rất là sạch sẽ luôn nè. Có ai nghĩ là cái máy này vừa chạy xong là 100 gram nè, ngày hôm qua với ngày nay là 100 gram nè, là một mẫu máy bình quân cho nó mấy chục gram đi đó, mà chạy ra là sạch sẽ như thế này. Đây, chạy ra mà sạch sẽ nè, không có giọt mực bay ra luôn nè, hộp mực này đó. Thì sạch sẽ như thế này. Thì để làm như thế này để làm thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em một cái mèo. Đây, mời anh em theo dõi luôn. Thì hộp mực đây, trước tiên chúng ta sẽ tìm một cái bèo hư, bèo hỏng. Chúng ta chạy lao ngày rồi đó thì chúng ta sẽ tận dụng một cái bèo hỏng đó. Sau đó chúng ta sẽ dùng bút chì và đánh dấu quanh tròn để cắt cái miếng tròn ra thì làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết tận tình luôn. Đây, trước tiên này các bạn tháo mực ra thì nó có những cái bách giữ cái vòng tròn này, tôi sẽ tháo ra đó này, tháo nhẹ nhàng ra và tiến hành vệ sinh sạch sẽ cho mình đó. Vệ sinh sạch sẽ hết luôn nhé. Đây, cứ vệ sinh tháo ra, vệ sinh sạch sẽ. Thì đây, cái thứ nhất là thì cái này là cái thông thường á, thì cái miếng ở trong này á, cái bọn dán keo đầu này đang nhìn cái miếng bám bám này, cái miếng bám gương này, cái này là cái mặc định trong máy nó có sẵn rồi thì chúng ta sẽ dùng xốp dán lại như cũ rồi đúng không? Chúng ta dán vô cái mặt mi này đâu. Nhưng cái mặt này nè, nó mặt này á là nó cái mặt này á là nó không có. Thì chúng ta sẽ đo cái khoảng cách nó. Đo cái khoảng cách nó thì chúng ta sẽ đo được và cắt được ra cái miếng như thế này. Chúng ta ép vào đây, đó, tận tình luôn này, ép vào không cần dán keo nha. Riêng cái mặt này là chúng ta không cần dán keo luôn đó. Riêng cái mặt này là chúng ta chỉ cắt và bỏ vừa trong này thôi. Chúng ta đo chiều dài, chiều tròn, rồi cái vòng tròn của nó là cắt để im như thế này, không cần dán keo. Chúng ta chỉ cần ép vào như thế này. Tiếp theo một cái này, tiếp theo là cái thứ hai, cái đây thì chúng ta sẽ ém và cắt một cái vòng tròn như thế này luôn đó, như thế này nè. Chúng ta sẽ mình dán cái keo đây lại, chúng ta sẽ dùng keo hai mặt và dán lại và cắt ra. Đây, chúng ta sẽ dán lại và chúng ta cắt ra đó. Nói chung là bô anh em chạy 100 rôm nha, bô anh em chạy liên tục 100 rôm không xì mực luôn.
Nói chung là cái gì mình đã quay video thì chắc chắn mình đã chạy rồi và kiểm định rồi, chất lượng là mới quay video cho anh em. Bộ anh em chạy trăm rôm luôn thử nha, nếu anh em không tin. Anh em nên biết là cái mẹo này chỉ có mình kênh YouTube Miên Rico mới hướng dẫn cho anh em đây. Không có cái kênh nào mà, không có kênh thứ hai nào mà hướng dẫn cho anh em. Anh em sẽ không tìm ra được cái kênh nào thứ hai trên các nước Việt Nam mà hướng dẫn cho anh em tận tình như thế này. Gặp lại. Ta sẽ cắt cái vòng tròn rồi. Anh em biết bây giờ là mấy giờ rồi, bây giờ là 9 giờ tối rồi nè, vẫn còn rón thức quay video cho anh em nè. Cô mà không like, không subscribe, không chia sẻ thì thôi xa của cô nữa đi. Rồi sao lột cái hai mặt rồi, dón vào thôi đó. Đến nỗi bây giờ này mà không thấy đường, đố quá không thấy đường lọc keo luôn rồi biết rồi. Đó này ha, đó như thế này, dón keo lại. Bô anh em chạy trăm rôm nha, nói trước nha, bô anh em chạy trăm rôm luôn, không xì, không xì mực xuống dưới cái bộ motor của hộp mực luôn, không xì xuống hộp mực phốt cái bộ motor mà của hấp bô mà á, không xì xuống luôn và không tròn ra ngoài này luôn, bô 100 rôm cho anh em luôn. Anh em làm xong rồi chạy có gì cứ liên hệ mình chịu cho, làm đúng như mình này nè, thấy chưa, sau đó dón keo lại luôn này. Rồi và tiến hành cái này thì đơn giản rồi, cái này thì không cần dón keo đó, cái này đơn giản quá, không cần dón keo thì chúng ta chỉ để vài thôi, ốp vô rồi tiến hành lắp thôi. Trước khi lắp anh em vệ sinh sạch sẽ đây nghe, thì cái này mình vệ sinh rồi nên mình chỉ cần lắp thôi. Làm video cho anh em phải vệ sinh sạch sẽ trước cho để mất thời gian, anh em xem mất thời gian. Rồi cái này thì chỉ cần lắp thôi đó, anh em chỉ cần đẩy vô luôn thôi. Rồi rồi ok xong, chúng ta tiến hành lắp vào chạy thôi, nó sẽ ra hoàn thiện như một cái bộ này. Bộ chạy anh em trăm rôm nhé. Đó, like xem mà không like subscribe thì thôi không nói chuyện đó. Còn xem xong thì anh em nhớ cho mình một bình luận cũng như một lượt tim đó, kích vào quảng cáo thì còn tốt đó, có gì thì cứ bình luận ở dưới, cần gì hỗ trợ mình sẽ hỗ trợ cho tất cả anh em nhé. Đây là dòng máy Rico đó, cách để không xì mực, không xì mực thực thông thường thì anh em chạy thằng Toshiba là tram tram là rất là nhiều lỗi là xì mực ra ngoài đây, nhưng mà thằng Rico thì mình đã tìm cách chế được, còn thằng Toshiba mình sẽ tìm nguyên nhân nó sao, mình sẽ làm video tiếp cho anh em. Đây là một siêu phẩm trên dòng máy Rico đó. Cảm ơn anh em, chỉ có hẹn gặp lại chứ cất video sau, nó like subscribe đó xong chui.